Quý Châu xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình VATV phát hình lúc 1 giờ 30 trưa ngày Chủ nhật 4 tháng 10 năm 2015. Thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị phỏng vấn Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia David Marcin và quận trưởng Mason District Penny Gross do Đỗ Quang Tỏa thực hiện. Kế tiếp là phần tin Youth in Media và sau cùng là chương trình Hạnh phúc từ đâu do Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng thực hiện. Để bắt đầu chương trình, Quý Châu kính gửi đến quý vị phỏng vấn Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia David Marcin và quận trưởng Mason District Penny Gross do Đỗ Quang Tỏa thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, chúng tôi hiện đứng có mặt ở Annandale, Virginia trong một cái buổi họp báo rất là đặc biệt với những cơ sở truyền thông thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Và đứng cạnh chúng tôi đây là ông Thượng nghị sĩ tiểu bang David Marcin. Ông đã được đắc cử vào Hạ viện của tiểu bang vào năm 2006 và năm 2010, ông đã đắc cử vào chức Thượng nghị sĩ tiểu bang Virginia. Chúng tôi xin hân hạnh được giới thiệu ông Thượng nghị sĩ David Marcin. Thank you so much for giving us the chance to interview you. It is good to be here. And we have one question that we'd like to ask you. What is the most important issue that you are now discussing in the Senate in the Commonwealth of Virginia? Well, I think that the most important issue almost every year is the level of education funding. This is just critical to so many people throughout the Commonwealth. But uniquely, this year, as it was last year, the expansion of Medicaid is one of the most important issues, if not the most important issue in front of us. We have, through our taxes, your taxes and my taxes, we've sent money to the federal government, and we're not getting it back in terms of the form of aid for Medicaid expansion. And this is putting pressure on our hospitals because the federal government has cut off funds for indigent care, the care for poor people, that money is not going to the hospitals now. It's being withheld. It's supposed to be replaced by insurance that would be provided through Medicaid expansion. 400,000 Virginians who are working. There's a hardworking people. They make too much money to be on Medicaid, but they don't earn enough to be on Obamacare. So there's 400,000 people who are in that gap. And when money is taken away for indigent care at the hospitals, it puts pressure on our hospitals, and we're going to start losing hospitals in Virginia unless we take this $1.8 billion from the federal government to provide health care to these 400,000 people. This issue may affect the Asian American community a lot. So would you say anything that you would like to do specifically to the Asian American community in Virginia and among them, you know, the Vietnamese American community? Certainly. Write your delegate and your senator, call your delegate and your senator, tell them how important health care is to your community. Copy any letters you send to the Speaker of the House, Bill Howe. Send it to Tommy Norman, the Republican leader in the Senate, and make sure that people know that you care about this issue. Because if you don't vote on things like this, they'll ignore you. And so you've got to be heard. You've got to have your voices heard down in Richmond. So contact your delegate, contact your senator, and let it be known that you want Medicaid expanded. Thank you very much, Senator. Thank you so much. So good to see you. Thank you for being here. Thank you. Chúng tôi hiện đang có mặt ở Annandale và trong một buổi họp rất là họp báo rất là đặc biệt với các phóng viên thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Và đặc biệt, bây giờ chúng tôi đứng cạnh là bà Penny Gross, là quận trưởng quận Mason District, một người rất là gần gũi với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và chúng tôi xin phép được hỏi bà một số câu hỏi. Thank you so much for having us interview you today. I'm delighted to see you. Thank you. You've been to many of our community events. And could you tell us, like, what have you done in the last 4 years, particularly for the Vietnamese American community?
Golly, you know, when I think about that, we've been friends for such a long time, and we've served together on things for such a long time that it's hard to figure out where we started. But I will say that one of the things that has just brought me so much excitement, and actually I'm very proud to support, is the Gateway to Freedom Project at the Thomas Jefferson Library in Mason District. I can remember having a conversation with you a long time ago, and no one had ever done this kind of a project with the library system before. And the answer was really, why not? Let's see what we can do. And together, you know, I took it forward to the library system, you worked on it, and the entire community came out and supported it. So there's that part which you want to retain your tradition and make sure you have a welcoming place for people to read in their own language and so forth. But the other part of it is that it cements the fact that people are here in this country in a safe place. They have come from Vietnam to find their success. And there are so many successful businesses that we've been able to support. And that is exciting because it means that the next generation and the next generation and the next generation of Vietnamese Americans are going to be successful because of the foundation that you all, cemented a long time ago. I'm delighted to support that. Too many Vietnamese, they know Mason District because many Vietnamese organizations borrow your office space to have their meeting, and also many of the community organization had an annual picnic at the Mason District Park. So are you proud that you're one of the supervisors that really opened up your offices to the community members? I am so proud of that. In fact, you know, when I first came into office, we didn't have three rooms at the Mason District Governmental Center. There was a large office, the tax office, which we subsequently closed in a budget cuts. And I went back to the county folks and I said, this is a lot of space. Let's make it into another meeting room. And it holds 150 people. It's really terrific. And so, you know, these are public rooms. They're paid for by the taxpayers. Taxpayers need to use them. And so on any particular week, we could have a multitude of cultures, many, many different meetings, people doing all sorts of things, everything from pet food, which is an interesting one, to having some commemoration of a religious holiday. It's wonderful because it demonstrates how diverse we are, and it's all right there at the Mason District Governmental Center. Would you ask people to come out to vote on November 3rd? Because to a lot of Vietnamese, they only know when there's a presidential election. But, you know, the local elections, it's very important. I think even more important than the national. So would you have a few words to let them know about that? These elections at the local level are the most important elections for anybody because we make decisions that affect your everyday life more than they ever do in Washington. But we don't get a lot of publicity for it. So we set tax rates. We take care of garbage collection. The state delegates are responsible for the roads. So that's why you need to come out and vote. November 3rd is the election. It's the longest ballot we have in Fairfax County, in any place in Virginia. And so we really need to have people recognize their local responsibility, as well as, you know, when they get excited about voting for Congress and for the president. But it's where the action is right here at the local level. So vote November 3rd. Thank you so much. Thank you. Thank you. Tiếp theo, Quý Châu kính gửi đến quý vị phần tin Youth in Media với tour du lịch thủ đô Washington DC do Aileen Nguyễn Trang thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Not too far away from the Jefferson Memorial is a hidden garden where George Mason is remembered. George Mason was a defender of liberty. He was a great writer who wrote the Virginia Declaration of Rights and was a delegate who attended the Constitution Convention in Philadelphia in 1787. George Mason, however, did not sign the U.S. Constitution because it did not abolish slave trade. George Mason was one of the first outspoken leaders during his time to defend human rights. He was the author of America's first Bill of Rights.
Thomas Jefferson called George Mason the wisest man of his generation. By comparison, the Jefferson Memorial is openly situated by the tidal basin and looks out to the Washington Monument. It has a neoclassical look that combines the architecture of Jefferson's home in Monticello with the rotunda of the University of Virginia. Fine details are carved throughout the building to highlight Jefferson's influence in American history as a founding father, who was a primary author of the Declaration of Independence. Inside, a bronze statue of Thomas Jefferson stands tall. Most prominently inscribed around the dome is the phrase, "I have sworn upon the altar of God eternal hostility against every form of tyranny over the mind of man." Along the walls and throughout the building are quotes by Jefferson, including excerpts from the Declaration of Independence written in 1776, a bill for establishing religious freedom in 1777, a summary of the rights of British America, notes on the state of Virginia, letters to George Wythe and George Washington from the 1780s to the 1790s, and excerpts from a letter to Samuel Kirkchevel in 1816. Thomas Jefferson was the first Secretary of State and third President of the United States. Jefferson believed that knowledge is power, knowledge is happiness. He was a man of science and was fond of expanding education. He founded the University of Virginia in 1819 when he was 76 years old. He once said, "I am not afraid of new inventions or improvements." Thomas Jefferson is featured on the nickel and is also remembered as also saying, "The last hope of human liberty in this world rests on us." Thomas Jefferson died on July 4, 1826, at the age of 83, 50 years after he signed the Declaration of Independence. Melania and Trey reporting for the Youth and Media Program. See you next time! Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. 1984, Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để trả lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà www.edencenter.com. Beauty Divine Salon, Salon Skincare, Hair Facial Nail, ân cần phục vụ quý đồng hương tại trung tâm Eden, ngay bên trong khu tiệm vàng DuPont và thẩm mỹ viện Ngọc Minh. Uống tóc, cắt tóc nam và nữ, chuyên về hair highlight và color, xe lông mặt. Có chuyên viên gọi đầu như ở Việt Nam, nhóm thợ của tiệm Diễm Trang cũ có hơn 30 năm kinh nghiệm. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối mỗi ngày. Mọi liên lạc hay lấy hẹn xin gọi 703-241-8022 hay 703-237-3999. Ngọc Minh kính mời. Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare. Chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750. General Sai, công ty làm bảng hiệu hơn 25 năm tại Virginia, Maryland và Washington DC. General Sai chuyên cung cấp các dịch vụ gắn bảng hiệu cửa hàng bên trong và bên ngoài, đèn LED cho chữ đèn bảng hiệu tiệm, hộp đèn bảng hiệu, đèn LED chạy chung quanh Windows, chữ dán cửa ra vào và cửa kiến, bảng hiệu bằng gỗ hoặc bằng nhôm, dán chữ lên xe van và xe truck, làm banner. Công ty có đầy đủ các thiết bị, biết cách làm đơn xin phép gắn bảng hiệu tại County và City. Công ty General Sign uy tín, đúng hẹn, bảng hiệu đẹp, tốt, bền, chất lượng cao, nhận tham khảo miễn phí. Điện thoại số 703-334-7041 hoặc 571-277-0538. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV.
Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị phần tin hàng tháng Hạnh Phúc Từ Đâu do Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Quý khán thính giả, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu cùng quý khán thính giả phần trò chuyện với mục sư Trần Nhật Thăng về những điều khó hiểu trong Kinh Thánh. Ông hiện đang hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng For Church Virginia. Kính chào mục sư. Chào cô Tố Linh, kính chào quý khán thính giả. Thưa mục sư, trong Kinh Thánh có nói đến ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày gì và ngày nay, ngày đó có còn không? Trong ngày đó, Cơ đốc nhân phải làm gì? Chào cô Tô Linh, kính chào quý khán thính giả. Theo cổ ngữ Hebrew và Hy Lạp, thì Sa-bát có nghĩa là ngưng và nghỉ. Và tiếng Anh chuyển âm là Sa-bát, và tiếng Việt cũng dịch là Sa-bát, đều có nghĩa là ngày yên nghỉ. Theo mục sư Phạm Toàn Ái, trong website mondohoa.com, ông viết, trong công cuộc sáng tạo trọn vẹn của Đức Chúa Trời, Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ muôn loài và con người trong 6 ngày. Ngài làm việc xong 6 ngày và ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời làm việc mệt nhọc cho nên Ngài phải nghỉ. Nhưng Ngài nghỉ đó nằm trong công cuộc sáng tạo của Ngài. Ngài tạo nên Ngài nghỉ để ban cho con người. Chúa Giê-xu phán rằng vì loài người mà lập nên Ngài Sa-bát, chứ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên con người trong sách Mác đoạn 2 câu 27. Trong thời kỳ cổ ước, ngày nghỉ đó là ngày thứ 7. Điều chú ý là cũng theo mục sư Phạm Toàn Ái, thì trong tiến trình sáng tạo đến cuối ngày thứ 6, Đức Chúa Trời mới tạo nên con người. Và như vậy, khi bắt đầu cuộc sống, con người phải đối diện với ngày nghỉ trước ngày làm việc. Phải chăng, điều này có ý nghĩa rằng, đối với con người, ngày thờ phượng Đức Chúa Trời là trước hết, cho nên con người phải tôn trọng Đức Chúa Trời, chứ không phải công việc làm trước, rồi cuối cùng mới thờ phượng Đức Chúa Trời. Thưa mục sư, như vậy ngày Sa-bát là ngày thứ 7 trong tuần, và theo điều răn thứ 4, Đức Chúa Trời dạy trong suất Ê-díp-tô ký 20 từ câu 8 tới câu 11 rằng, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, người hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời người. Trong ngày đó, người, con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của người hoặc khách ngoại bang ở trong nhà người đều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Jehovah đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Cái lấy làm lạ là các hội thánh tin lành lẫn công giáo đã dùng ngày chủ nhật để làm nên ngày thánh thay vì ngày thứ 7. Xin mục sư cho biết như vậy họ có tuân theo đúng điều răn của Chúa không? Cảm ơn cô để trả lời câu hỏi này. Thì thật ra cũng có nhiều nhóm, nhiều hội phái cơ đốc giáo như Seventh Day Adventist dùng ngày Sa-bát, tức là ngày thứ 7, để thờ phượng Chúa. Khi nói đến ngày Sa-bát, chúng ta đã nhấn mạnh đến việc thờ phượng hơn là ngày nghỉ ngơi. Nếu chúng ta cẩn thận đọc các câu kinh văn trong suất Ê-díp-tô ký đoạn 16, phục truyền luật lệ ký đoạn 5, hay là Nê-hê-mi đoạn 13, Giê-rê-mi đoạn 17, thì chúng ta sẽ nhận ra mục đích chính của ngày Sa-bát là nghỉ ngơi, và mục đích chính của điều 4 luật Môi-se. Tuy nhiên, trong Lê Vi Ký đoạn 23 câu 3 và Dân Số Ký đoạn 28 câu 9, chúng ta có thêm một chỉ thị đặc biệt là ngày này làm nhóm hiệp thánh. Trong Tân Ước, người Do Thái và những người theo Do Thái giáo nhóm họp trong nhà hội vào ngày Sa-bát. Sách Mác đoạn 6 câu 2
Luca đoạn 4 câu 31. Mặc dù Chúa nghỉ ngày thứ bảy, nhưng Kinh Thánh không nói đến ngày Sa-bát cho đến khi dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Nghĩa là kể từ Adam đến Môi-se, Kinh Thánh không nói đến ngày Sa-bát. Lời Đức Chúa Trời làm cho khá rõ ràng rằng ngày Sa-bát là một dấu hiệu đặc biệt giữa Chúa và dân Israel. Trong Ê-díp-tô đoạn 31 câu 17, ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel. Vì Đức Chúa Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày và qua ngày thứ bảy, ngày nghỉ, sau khi truyền mạng lệnh kỷ niệm ngày Sa-bát trong phục truyền luật lệ ký. Đoạn 5, câu 12, Môi-se đưa ra lý do ngày Sa-bát được trao cho dân Israel. Đó là, khá nhớ rằng, ngươi đã làm tôi mọi tại xứ Ê-díp-tô và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi nơi đó. Bởi cái ấy, cho nên Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ trong phục truyền luật lệ ký đoạn 5 câu 15. Ý định của Đức Chúa Trời đã cho ngày Sa-bát đến với dân Israel không phải chỉ để ghi nhớ sự sáng tạo, nhưng còn để làm cho họ nhớ lại ngày nô lệ tại xứ Ai Cập của họ và được Chúa giải cứu. Theo Michael Hoodman trong God Question, Tân Ước không dạy các hậu thánh của Chúa phải thờ phượng trong ngày Sa-bát. Hậu thánh không bị chi phối bởi luật Môi-se. Thưa mục sư, theo Kinh Thánh Tân Ước, ngày Sa-bát có được dùng làm ngày thờ phượng không? Chúa Giê-xu có dạy cho chúng ta giữ ngày Sa-bát làm ngày nghỉ và thờ phượng Chúa không? Do đâu và tại sao? Bây giờ ngày Chủ nhật lại trở thành ngày thờ phượng Chúa? Về câu hỏi này, tôi lại mượn ý của Michael Hoodman trong God Question để trình bày 4 điểm quan trọng về Tân Ước. Thứ nhất, Chúa Giê-xu sống lại và xuất hiện ngay ngày đầu tiên trong tuần lễ trong các sách Phúc Âm. Thứ hai, ngày Sa-bát được đề cập từ sách Công vụ cho đến sách Khải huyền nhằm mục đích rao truyền tin lành cho người Do Thái và thường xảy ra trong nhà hội của người Do Thái. Phaolô đã không đi đến nhà hội để thông công với những người Do Thái, nhưng ông đến đó trong ngày Sa-bát để giải thích cho rõ những sai lầm và giải cứu những người hư mất. Thứ ba, trong Công vụ đoạn 18 câu 6, khi Phaolô tuyên bố từ bây giờ tôi sẽ đi đến dân ngoại, thì ngày Sa-bát không bao giờ được nhắc đến một lần nào nữa. Thứ tư, thay vì cho thấy phải giữ ngày Sa-bát, phần còn lại của Tân Ước cho thấy ngược lại. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về sự ăn uống, về ngày lễ, về mặt trời, mặt trăng hoặc ngày Sa-bát. Ấy điều chỉ là bóng của sự việc, còn hình thì ở trong Đấng Christ. Colossae đoạn 2, câu 16 và 17. Như vậy, tín hữu Tân Ước không có bổn phận tuân giữ ngày Sa-bát, và cũng cho thấy rằng quan niệm về Chúa Nhật là ngày Sa-bát của Cơ Đốc giáo cũng không phù hợp với Kinh Thánh. Có thể hiểu, ngày Sa-bát của Do Thái giáo đã bị hủy bỏ trong Colossae đoạn 2 câu 14. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, cùng các điều khoản trái với chúng ta nữa. Ý tưởng này được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Tân Ước. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa, kẻ an là an vì Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời. Trong Roma đoạn 14 câu 5 và câu 6. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn trở hướng về lề lối hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày tháng mùa năm ư? Trong Galati đoạn 4, câu 9 và câu 10.
học giả William Barclay trong quyển Revolution of John, trong volume số 1 trang 42, cho biết có ba tài liệu sớm nhất đề cập đến ngày của Chúa, tức là ngày Chúa Nhật. Thứ nhất là tài liệu The Didache, lời dạy của 12 sứ đồ. Theo tài liệu này có ghi, vào ngày của Chúa, chúng ta họp lại và bẻ bánh. Tài liệu thứ hai là của Ignatius ở Antioch, viết cho người Manichean, mô tả rằng các cơ đốc nhân bây giờ không còn sống cho ngày Sa-bát nữa, mà sống cho ngày của Chúa. Đoạn 9 câu 1. Tài liệu thứ ba của Melito ở Sa-đi viết rằng trong một bài khảo luận về sự quan tâm về ngày của Đức Chúa Trời. Như vậy, chúng ta thấy vào đầu thế kỷ thứ hai, ngày Sa-bát đã bị bỏ và ngày của Chúa được thừa nhận là ngày của Cơ Đốc giáo. Thưa mục sư, theo Kinh Thánh, hội thánh đầu tiên nhóm họp vào ngày thứ mấy? Cảm ơn cô Tô Linh. Kinh Thánh không đề cập đến các tín hữu nhóm lại ngày Sa-bát ngày thứ bảy để thông công hoặc thờ phượng Chúa. Tuy nhiên, có những đoạn rõ ràng đề cập đến ngày đầu của trong tuần. Thí dụ công vụ đoạn 20 câu 7 viết rằng, ngày thứ nhất trong tuần, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh. Hoặc là trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 16 câu 2, Phao-lô kêu gọi các tín hữu Cô-rinh-tô, cứ ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em khá tùy sức của mình, chắc mót được bao nhiêu, thì để dành lại nhà của mình, hầu cho đợi khi tôi đến rồi mới góp. Kể từ khi Phao-lô định rõ việc dâng hiến này là việc phục vụ, thì trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 9 câu 12, việc dâng hiến này phải được liên kết với sự thờ phượng Chúa Nhật trong hội thánh của Cơ Đốc giáo. Như vậy, trong lịch sử hội thánh, từ thế kỷ đầu tiên, Chúa Nhật không phải là ngày thứ bảy, là ngày nhóm họp bình thường của các cơ đốc nhân trong các nhà thờ. Ngày Sa-bát vẫn là ngày thứ bảy, không phải là ngày Chúa Nhật, và chưa bao giờ được thay đổi. Chúng ta ngày nay không bị bắt buộc phải làm theo ngày Sa-bát của Môi-se, nghỉ ngơi, nhưng bây giờ tự do để theo Đấng Christ phục sinh. Galati đoạn 4 từ câu 1 đến 26 và Roma đoạn 6 câu 14. Sứ đồ Phao-lô nói rằng mỗi cá nhân tín hữu phải quyết định xem lại ngày nghỉ ngày Sa-bát. Người này tưởng ngày này hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau. Ai nấy hãy tin chắc ở trí mình. Roma đoạn 14 câu 5. Chúng ta thờ phượng Chúa mỗi ngày, không phải chỉ ngày thứ bảy hay ngày Chúa Nhật. Công vụ đoạn 2 câu 46. Xin hãy cầu nguyện cho những người không lấy một ngày nào để nghỉ ngơi hay để thờ phượng Chúa hơn là quan tâm đến ngày nào đó phải là ngày thứ bảy hay là ngày Chúa Nhật. Amen. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng ta có giới hạn nên chúng tôi phải chấm dứt cuộc trò chuyện với mục sư Trần Nhật Thăng tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong lần phát hình sau để tiếp tục trình bày với quý vị những thắc mắc về thần học. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình sau. Kính chào. Đời người rồi quá mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn. Nhà hàng Trung Hoa New Fortune tại Maryland đã phục vụ hàng ngàn dạ tiệc trong thời gian qua. Nhà hàng Trung Hoa chuyên về các món ăn Quảng Đông với kinh nghiệm nhất cho tiệc cưới, tiệc liên hoan, họp mặt hội đoàn. Có điểm sắm mỗi ngày và giá đặc biệt cho các tiệc vào ngày thứ Sáu và Chủ nhật. Nhận đặt tiệc cưới cho năm 2015 và 2016, mở cửa mỗi ngày.
Chủ nhật đến thứ Năm 11 giờ sáng tới 1 giờ sáng, thứ Sáu và thứ Bảy 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Điện thoại số 301-926-8828 hoặc 301-548-8886. Ông bà Tony Trần kính mời. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.